686 Đậu Hải Minh Anh. Cảm xúc hiện tại của mình là xen lẫn giữa cảm giác rất là vui và hồi hộp vì mình được gặp rất là nhiều bạn thí sinh ở mọi nơi đều đổ về đây để casting, cũng như là mình hồi hộp vì không biết là phần thi sắp tới của mình sẽ như thế nào. Bác Nốt Bon, chủ đề năm nay là một chủ đề rất là mới mà mình anh cũng rất là thích. Nó đề cao sự ghi nhận quá trình cố gắng của một người. Tại vì theo Minh Anh á, là thành công đối với một người không phải là nhờ bạn khả năng có sẵn của bản thân họ, mà đó là cả một quá trình họ phấn đấu, họ cố gắng, họ thay đổi bản thân họ như thế nào. Điều đó mới là đáng quý. Em có thể lấy ví dụ như là một vị doanh nhân, khi mà họ đã trải qua nhiều điều trong cuộc sống, họ thành đạt, họ nhìn thấy đàn em của họ đang khởi nghiệp, họ hiểu và cảm thông cho những khó khăn mà đàn em của họ đã phải trải qua, từ đó đi kèm với hành động là họ mong muốn giúp đỡ, tạo nên một hệ sinh thái tốt đẹp hơn. Em xin hết. Time's up. Wow. Chào Minh Anh, ở trong hồ sơ của em thì em có ghi rằng là mọi sự có được đều cần phải cố gắng, và nếu như cho không thì em cũng không lấy, và suy ra rằng là không ai cho không ai một cái gì cả. Thì ở đây chị muốn hỏi em rằng, thế thì những nhà thiện nguyện khi họ đi làm từ thiện thì họ đang mưu cầu điều gì? Em xin phép được trả lời câu hỏi của chị Phương ạ. Em nghĩ thành công sẽ không bao giờ mà đến với bất kỳ ai mà họ có sẵn khả năng cả. Nó đều là sự nỗ lực, sự phấn đấu, sự thay đổi bản thân của từng ngày. Cũng giống như là câu khẩu hiệu của chương trình năm nay là tôi luyện nên tôi. Tức là em tin là con người sẽ luôn trải qua những giai đoạn của cuộc sống. Mỗi người sẽ có một điểm sáng khác nhau, và khi họ trải qua đủ rồi thì họ sẽ muốn giúp đỡ những người khác. Hình ảnh chân thật của em và những cái gì mà em muốn mang đến, chị thấy là quá tuyệt vời rồi. Và chị muốn em đi ra ngoài xin hỗ trợ của make up để thay đổi cho em một cái hình ảnh nó trở nên cá tính hơn. Được không? Dạ em đồng ý. Em cảm ơn chị đã cho em cơ hội thay đổi. Em nghĩ là các anh chị ở đây đều có chuyên môn và kinh nghiệm cao, nên em nghĩ là em muốn để cho mấy anh chị đó thử thay đổi em để em nhìn em trông như thế nào. Em là một người có thể thay đổi và em có thể tỏa sáng trong tương lai. Và ngay bây giờ sẽ là kết quả dành cho bạn. Xin chúc mừng Minh Anh. Cosmopass đồng nghĩa với việc bạn sẽ là thí sinh tiến thẳng vào top 60, cũng như tiến thẳng vào vòng truyền hình thực tế của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Xin chúc mừng Minh Anh. Mình thật sự cảm thấy rất vui và mình nghĩ là trong chặng đường sắp tới, mình sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn nữa để xứng đáng với kỳ vọng của mọi người. Bắt đầu. Tất cả các vấn đề trong cuộc sống nó sẽ đều có hai mặt. Đã là chương trình giải trí thì miễn sao nó không làm phá hoại, nó đi quá sai với yếu tố lịch sử, thì em nghĩ là nó vẫn là một cách để vừa thu hút truyền thông và vừa thu hút kể cả các bạn trẻ hay là các thế hệ lớn hơn. Thì em nghĩ là đây là không có gì là xấu cả. Mình đang tính rất là nhiều phân cảnh, mỗi phân cảnh đều có một cái ý nghĩa riêng, đi theo một cái luồng câu chuyện mà tụi mình dự định sẵn từ ban đầu. Test gió luôn đi chị, không kịp thời gian. Test gió giúp em với ạ. Cái khúc này á, anh hơi zoom lại mặt chị ấy để chị ấy phất cái tà qua là tới bạn. Đối với Minh Anh nhưng cũng khá là bất ngờ, bởi cái lần hợp tác đầu tiên này bạn ấy có một cái tư duy rất là sáng tạo. Nên lấy chính diện có thêm hoa nữa các bạn. Tại cái set này cái hoa rất là đẹp. Dạ. 30 giây cuối cùng. Tạo dáng cuối. Anh lấy góc từ trên cao giúp em với. Cảnh cuối như thế nào nè, sắp xếp nè. Tụi em muốn nằm từ trên lên xuống. Xin mời các bạn cùng hướng mắt lên màn hình để biết nhóm chiến thắng là ai. Cực kỳ vỡ òa khi mà nhìn thấy hình ảnh và âm nhạc của tụi mình xuất hiện trên màn hình. Có được một cái chút may mắn ở trong này để có thể đưa cả team hôm nay giành chiến thắng. Em là em hơi khác với hai chị một chút. Khoảnh khắc mà em nhìn thấy thành quả của nhóm em và em quan sát ba video còn lại của ba nhóm còn lại thì em tự tin là 100% là nhóm em là nhóm giành chiến thắng. 6,
8, 6, Đậu Hải, Minh Anh. Je crois que tout le monde peut être une reine de beauté. Khiến cả phim rõ là bà rô et sợ bà bụt vô sổ. Tôi muốn dành 30 giây ngay tại đây để thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống hơn là chỉ nói về chính bản thân mình. 30 giây để chúng ta nhận ra và trân trọng sự hiện diện của nhau. 30 giây để chúng ta nói ra lời yêu thương với nhau. Hãy để chính vẻ đẹp của các bạn có thể thay đổi thế giới này. Và tôi đã sẵn sàng cùng bạn lan tỏa tình yêu thương. Tôi chính là Đậu Hải Minh Anh. Nghệ An. Đậu Hải Minh Anh, số có danh 686. Mang số báo danh 686, Đậu Hải Minh Anh.